Bạn nhớ lại chuỗi ngày trước lúc bản thân chỉ còn là một cái xác bất động. Thế nhưng, mọi thứ giờ đây chỉ toàn là một màu đen tăm tối. Dẫu cho xung quanh bạn đang có quá nhiều thứ xảy ra, nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Những tiếng ồn, những lời bàn tán xì xào, bỗng chốc rối tung lên, biến thành những thanh âm mờ nhạt, bay bổng giữa hư vô. Sự tê liệt đang chiếm trọn lấy thân xác, khiến bạn chẳng thể phân biệt ai với ai. Bạn cố nhớ xem hôm nay là ngày mấy, nhưng càng nhớ, ký ức bạn cứ dần một mất đi, tựa như dòng cắt chảy trong chiếc đồng hồ bạn cầm trên tay. Thời gian trôi đi, dần dần đưa bạn vào vòng luân hồi vĩnh hằng của sự hành hạ thầm lặng. Chẳng còn chút sinh khí nào trong thân xác này. Tất cả cứ thế ngừng lại. Mọi thứ đều nhẹ nhàng nhòa đi. Cho đến khoảnh khắc bạn tỉnh lại, cảm nhận được từng cây cỏ cạo vào thịt. Kết thúc rồi, bạn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tỉnh dậy đi. Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Đã khá là lâu kể từ khi mình làm video rồi nhỉ? Đúng là hơi lâu một chút. Nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện đó vì hôm nay mình đã trở lại với kênh The Backroom. Và trong video phân tích lần này thì chúng ta sẽ đến với level 335, Wake Up. Để mà đưa ra một lời giải thích cụ thể về level này thì cũng không phải là chuyện dễ. Vì level 335 không cho chúng ta một thông tin cụ thể nào, mà cho chúng ta nhập vai vào một người lang thang vô danh trong 3 ngày liên tiếp. Từ đó, ta sẽ thu thập được manh mối để tìm ra cách thức hoạt động của level này. Vậy thì các bạn đã sẵn sàng đi vào giấc mơ của người kém may mắn này chưa? Các bạn đã sẵn sàng rồi ư? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với. Tỉnh dậy, bạn thấy mình ở một nơi có chút thân thương, tựa như căn nhà của bạn trước kia, dẫu cho mọi thứ có không giống cho lắm. Thật khó để nhớ rõ từng chi tiết, vì mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức tạm. Và dù có cố nhớ kỹ lại, vẫn chẳng có gì là hoàn hảo cả. Vị trí của căn nhà mà bạn đang sống có lẽ là gần đúng. Tên con phố cũng tương tự như vậy. Khoảng cách giữa mỗi căn nhà có thể rộng hơn cả 100 mét, hay thậm chí là nhỏ hơn trước kia. Có chăng bạn sẽ cảm thấy có gì khác tại nơi mình đang đứng? Có chăng bạn đang nhớ ngôi nhà mình màu gì? Thôi kệ, bạn quyết định vào nhà. Nhưng lần này khi bạn bước vào ngôi nhà thân thương của mình, mọi người lại chẳng chào đón bạn như mọi khi. Lộn xộn nhỉ? Như hành lang chưa bao giờ chật chội như vậy. Bạn chẳng thể nhớ nổi phòng khách đang treo bao nhiêu bức ảnh. Đồ đạc trong phòng bạn cũng có chút bừa bộn. Bạn liền cất tiếng gọi người nhà, nhưng chỉ nhận lại được là những âm thanh mờ nhạt, những tiếng thì thầm, những tiếng xì xào. Như thể mọi người đang đứng cách xa bạn. Bạn đi tới đâu, những cuộc trò chuyện rời rạc của họ cứ bám mãi theo. Bạn chẳng thể hiểu nổi những gì họ nói. Và tất nhiên, bạn cũng sẽ chẳng nghe được họ đang xì xào chuyện gì. Bạn cảm thấy nơi mà bạn coi là nhà giờ tựa như một ký ức sáo rỗng. Thôi được rồi, nếu vậy thì một chút không khí mát mẻ chắc chắn sẽ làm bạn vui lên. Bạn quyết định ra khỏi nhà và đi bộ. Nhưng lạ thay, những người hàng xóm quanh đó không chào hỏi bạn như mọi khi. Những chiếc xe, mặc dù bạn nhớ hình dáng của chúng và cách mà những người hàng xóm để nó ngay ngắn, giờ đây lại không có. Càng đi xa, bạn lại càng cảm thấy khó chịu, bởi con đường từng đi này chưa bao giờ dài đến vậy. Nhưng khi tâm trí bạn đang dấy lên sự hoài nghi, bạn để ý thấy có một con đường rẽ tới khu phố kế tiếp. Trong thoáng chốc, những căn nhà xa lạ lại hiện lên. Nhưng sớm thôi, bạn sẽ nhớ mang máng được đặc điểm của chúng. Dẫu đã thấm mệt, bạn vẫn tiếp tục lê bước trước cảm giác xa lạ cứ mỗi lúc một dâng trào. Tuyệt, lạc mất rồi. Nhưng mà giờ bạn quay lại cũng chẳng được gì cả. Càng đi xa hơn, những căn nhà hiện lên trông thật kỳ lạ. Chúng nằm rải rác với mật độ bất thường, thậm chí xuất hiện những đặc điểm giống với những gì mà bạn nhớ được từ những căn nhà trước đó. Bạn dần rơi vào hoảng loạn. Bạn chạy điên cuồng mà chẳng biết bản thân đang đi về đâu. Đường quay về cũng biến mất. Nhưng may thay, bạn bằng cách nào đó lại về được nhà của mình, dẫu cho nơi đó cũng chẳng quen thuộc là bao. Bạn bước vào nhà, vẫn chẳng ai chào đón bạn. Mọi thứ giờ đây lại im lặng. Bạn định ăn một chút, nhưng mà bạn không thấy đói. Vậy nên bạn quyết định lên lầu. Dần dần, bạn mò được vào hành lang dẫn đến căn phòng ngủ trông hơi giống với những gì mà bạn nhớ được. Mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng giờ đây bạn lại chẳng thể nhớ lại được điều gì nữa. Bạn không chắc liệu chiếc giường có được đặt bên trái hay là bên phải. Bạn cũng chẳng nhớ rõ tủ quần áo của mình đặt ở đâu.
Nhưng mà ít ra nó vẫn còn ở đó, phải không? Bạn cẩn thận dở chăn ra để xem chiếc giường thân yêu. Và rồi bạn nằm xuống. Cảm giác thật dễ chịu. Giờ đây, bạn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lại một ngày mới, bạn tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu của mình. Vẫn còn ngái ngủ, vẫn còn mệt mỏi. Xung quanh thì chẳng có ai quấy nhiễu bạn, và người nhà cũng vậy, họ vẫn chẳng xuất hiện. Mọi thứ thì vẫn chỉ gần đúng. Bạn vẫn chẳng nhớ rõ chiếc giường nằm ở bên trái hay bên phải, cũng chẳng nhớ chiếc tủ nằm ở đâu. Chiếc đồng hồ đặt trên bàn còn chẳng hề đánh thức bạn khi bình minh tới. Dẫu cho thời gian lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bình minh. Thôi kệ, dù sao thì ngay từ đầu bạn cũng đâu có bật chiếc đồng hồ đó lên. Bạn quyết định rời khỏi giường và bước vào hành lang, nơi mọi thứ một lần nữa đều gần đúng. Bạn bước xuống cầu thang một cách chậm rãi và cẩn trọng. Bạn cảm thấy khó chịu trong người với mỗi bước đi. Và một lần nữa, mọi thứ lại trở nên lộn xộn. Hành lang chưa bao giờ chật ních như thế này. Bạn có thẳng thể nhớ phòng khách đang treo bao nhiêu bức ảnh. Đồ đạc cũng có chút lộn xộn. Bạn nhìn ra gian bếp, nhưng cũng chẳng chắc liệu mọi thứ có thường được đặt như vậy không. Bù lại thì bạn tìm được món ăn khoái khẩu của mình trong tủ lạnh. Bên trong đó có tất cả những gì mà bạn hằng ao ước. Và sau một hồi nghĩ ngợi thì bạn lấy một ổ bánh mì từ trong đó ra. Mặc kệ những điều kỳ lạ từ ngày trước, bạn vẫn tiếp tục cuộc sống như mọi khi. Bạn lấy một chút mứt để chuẩn bị làm bánh mì nướng, rồi đặt chiếc đĩa xuống bàn. Nhưng mà bạn thậm chí còn chẳng nhớ liệu mình đã đặt bánh lên đĩa hay là nướng nó chưa. Nhưng chúng sẽ vẫn ở đó thôi, đúng không? Bạn cắn một miếng ngon lành, nhưng rồi nhận ra bạn đã phết mayonnaise thay vì là mứt. Có lẽ bạn đã quên mất rằng mình đang làm một chiếc bánh sandwich thì phải. Đợi đã, mình muốn làm bánh nướng cơ mà. Bạn mở tủ lạnh và tìm thấy món khoái khẩu của mình trong đó. Bạn với tay lấy ổ bánh mì, nhưng rồi bạn bất chợt ngược lại. Những câu hỏi hiện lên trong đầu bạn. Mình bỏ ổ bánh mì lại vào từ khi nào vậy? Mình đặt chúng lên bếp khi nào vậy nhỉ? Sau khi bạn chắc chắn rằng có gì đó không đúng, bạn đành bỏ lại mọi thứ vào trong tủ. Bạn cũng chẳng đói nữa. Thế nên bạn đi ra phòng khách. Mọi thứ dường như bình thường trong chốc lát. Bạn thử bật TV lên. Thật may là kênh truyền hình bạn yêu thích vẫn còn. Cuối cùng cũng có thứ gì đó đúng. Bạn chăm chú vào chiếc màn hình nhỏ đấy lâu đến nỗi chẳng để ý mọi thứ xung quanh. Rồi bạn bắt đầu nhận ra rằng mình nãy giờ đang xem đi xem lại một đoạn tin tức được chiếu lặp đi lặp lại. Âm thanh xì xào của gia đình bạn lại vang lên. Bạn sợ hãi, đảo mắt nhìn quanh phòng. Những âm thanh khó hiểu ấy khiến bạn sợ hãi và lo lắng tột độ. Bạn muốn chạy khỏi đó ngay lập tức. Cuối cùng, bạn cẩn thận đi lên lầu. Dần dần bạn mò được đến hành lang, dẫn đến căn phòng ngủ, trông tựa như ký ức của bạn. Mọi thứ có vẻ đúng, nhưng bạn cũng chẳng nhớ gì nữa. Bạn chẳng thể nhớ chiếc tủ của mình đáng lẽ lên đặt ở đâu. Bạn chẳng thể nhớ chiếc giường thân yêu được đặt ở bên nào. Bên trái hay bên phải đây? Bạn tự hỏi. Bạn cũng chẳng thể nhớ trên tường có bao nhiêu bức ảnh hay trong ảnh có những ai. Quá mệt mỏi, bạn bắt đầu chui vào chăn, nhắm tịt mắt và nằm co ro trong nỗi sợ rình rập. Thật khó bình tĩnh và nằm yên được. Nhưng sớm thôi, cơn buồn ngủ sẽ ập đến. Và giờ đây, bạn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Bạn tỉnh dậy nhưng vẫn thấy mệt trong người. Mấy ngày nay thật khó để nhấc chân ra khỏi giường. Bạn cảm thấy căn phòng này sao quen lắm, nhưng bạn chẳng nhớ nổi tại sao. Đồng hồ vẫn không kêu như mọi khi, nhưng có lẽ chỉ đơn giản là bạn chưa đặt báo thức thôi. Bạn lê bước trước sự xa lạ ngày một dâng trào. Và rồi bạn bắt đầu bước xuống lầu. Thấy đói, bạn đi vào bếp, nhưng thay vào đó bạn lại xuống phòng ăn. Bạn cứ khăng khăng rằng đó vẫn luôn là lối dẫn đến căn bếp. Thôi kệ vậy, bạn tiếp tục. Và rồi cũng đến được đó. Bên trong tủ lạnh chất đầy những món khoái khẩu. Bạn lôi ra một ổ bánh mì, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng bản thân chưa từng đặt bánh mì vào tủ lạnh. Thế rồi bạn lại làm chút bánh mì nướng. Nhưng càng làm, bạn càng không thể hiểu nổi rằng tại sao tay mình lại run lên như thế. Cơ thể bạn bỗng chốc dừng lại, và bạn ngừng chuyện phết mứt lên bánh. Bạn cũng chẳng nhớ mình đã từng lấy lọ mứt ra từ trong tủ lạnh. Một lần nữa, bạn mở cánh tủ ra. Tay bạn run rẩy lấy lọ mứt dâu. Bạn nhìn nhãn của lọ mứt, nhớ rằng đó thực ra là mứt mâm xôi chứ không phải mứt dâu.
Đợi đã bao giờ bạn mua mứt mâm xôi đâu? Thật khó mà quyết định rằng bạn thực sự thích loại mứt nào, hoặc thậm chí là thứ bạn định phết lên bánh ngay từ đầu. Và đến cuối cùng thì bạn quên mất ban nãy mình định ăn gì luôn. Nhưng khi bạn định đặt lọ mứt xuống, thì bạn bỗng chú ý vào một thứ gì đó. Bạn dần đưa tay với lấy bức ảnh tìm thấy trong tủ lạnh. Bạn chẳng hiểu tại sao thứ đó lại ở đây. Bạn chẳng thể nhớ nổi người trong ảnh là ai. Và đừng nói đến chuyện bạn nhớ người đã đặt bức ảnh vô đó. Bạn cầm bức ảnh lạ lẫm ấy bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, dẫu cho mọi thứ có khó hiểu đến mức nào. Thôi, nhìn thấy là đủ rồi. Bạn đặt nó lại vào trong tủ lạnh. Bạn cũng chẳng thấy đói nữa, nhưng bạn lại muốn rửa mặt. Dần dần, bồn rửa đầy ắp nước, bạn rửa mặt, chăm chăm nhìn xuống hình ảnh phản chiếu méo mó. Thế rồi bạn cũng chẳng để tâm mà đi lên phòng khách. Bạn thử bật TV lên. May thay, kênh truyền hình mà bạn yêu thích vẫn còn đó. Cuối cùng cũng có một thứ gì đó đúng. Bạn chăm chú vào chiếc màn hình nhỏ đấy lâu đến nỗi chẳng để ý mọi thứ xung quanh. Kết quả là bạn đã ngồi đó cả tiếng đồng hồ. Sớm thôi, bạn sẽ đứng dậy làm bữa trưa. Nhưng bạn phát hiện ra sàn bếp giờ đây ngập đầy nước. Bạn nhận ra bạn đã quên khóa van nước. Sau khi khóa van, cơn hoảng loạn dần chiếm lấy bạn. Âm thanh xì xào của người thân vang vọng từ xa. Nhưng lần này, âm thanh ấy có phần cay độc. Bạn lục túng tìm cửa trước, rồi chạy ra khỏi nhà. Mọi thứ vẫn chẳng như những gì mà bạn nhớ lại. Căn nhà có lẽ nằm ở vị trí gần đúng. Tên con phố cũng tương tự như vậy. Khoảng cách giữa mỗi căn nhà có thể rộng hơn cả 100 mét, hay thậm chí là nhỏ hơn trước kia. Sẽ chẳng bao giờ có hoàng hôn trên chốn tuyệt diệu này. Sẽ luôn có một làn sương che đi những ánh nắng xuyên qua. Dẫu cho mọi thứ có vẻ đúng, bạn cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Giữa khu phố tiêu điều, bạn quay người, lết thân xác đã thấm mệt về phía bậc thềm trước cửa nhà, rồi đi vào. Một lần nữa, mọi thứ lại trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Hành lang chưa bao giờ chật chội như vậy. Có bao nhiêu bức ảnh treo trên tường phòng khách vậy? Bạn cũng chẳng nhớ nữa. Đồ đạc trong phòng cũng có chút bừa bộn. Bạn gọi xem có ai ở nhà không, nhưng thứ bạn nhận lại được lại chỉ là những cuộc trò chuyện vọng lại từ phía xa, từ những người mà bạn cảm thấy thân quen. Bạn gần như chẳng nhớ mình là ai. Trước đó bạn đã ở đâu? Làm thế nào mà bạn đến được đây? Chuyện gì đã biến bạn thành ra như thế này? Những câu hỏi ấy dày lên trong khi bạn đi qua từng căn phòng mà bản thân chẳng nhớ rõ, thậm chí kể cả khi nó ở trong chính căn nhà mà mình đã gắn bó suốt bao nhiêu năm. Bạn chẳng có chút ký ức nào về những tấm ảnh treo tường. Cơ mà những người trong ảnh kia là ai cơ chứ? Bạn thậm chí có nhớ rõ bức ảnh đó đã được chụp từ bao giờ, và có phải là do bạn chụp không? Bạn cẩn thận bước lên lầu. Dần dần, bạn đi qua hành lang dẫn đến phòng ngủ. Bạn chẳng thể nhận ra nó nữa. Thế nhưng điều đó bây giờ cũng chẳng quan trọng mấy. Bạn ngần ngơ đi qua chiếc tủ và vấp vào một đống quần áo mà bạn còn chẳng nhớ là mình lấy ra từ khi nào. Chiếc chăn trên giường của bạn giờ đây đã mốc, bốc lên mùi cơ thể nồng nặc. Nhưng bạn mặc kệ và nhẹ nhàng nằm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đặt cạnh chiếc giường là tấm ảnh của một nhóm người, nhưng bạn chẳng thể nhớ mình từng nhìn thấy nó. Bạn dần chìm vào cơn mê sảng, mọi thứ nhòe đi và tay bạn buông xuống. Và giờ bạn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tỉnh dậy đi, 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 tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, 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 tỉnh dậy đi. Được rồi, nếu bạn đã xem đến đây rồi thì chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích những chi tiết trong level này nhé. Dựa theo những thông tin đã được ghi chép trong bản nhật ký thì mình có thể liệt kê ra một vài điểm kỳ lạ như sau. Điều đầu tiên mà chắc chắn ai cũng để ý sau khi đi qua cả 3 ngày đó chính là tính chất lặp lại của từng ngày. Chúng ta có thể thấy mỗi ngày đều rất ngắn, nhưng chúng lại khá là giống nhau về hình thức. Bắt đầu bằng việc người lăng thang tỉnh dậy, sau đó họ sẽ làm những công việc thường ngày và rồi họ sẽ bị đột ngột hoảng sợ bởi một điều gì đó. Với ngày đầu tiên là sự xuất hiện kỳ lạ của những ngôi nhà, ngày thứ hai là tiếng xì xầm của những người trong gia đình, còn ngày thứ ba là khi họ nhận ra rằng mình quên khóa van nước. Tất cả đều kết thúc bằng việc nhân vật chính lên phòng và đi ngủ. Điều thứ hai, người lang thang trong cả 3 ngày chưa bao giờ chắc chắn về hành động của mình. Họ luôn nghi ngờ với mọi thứ xung quanh, luôn làm một việc tưởng như đã được lên kế hoạch trước nhưng rồi lại không nhớ về nó. Giống như việc họ muốn làm một chiếc bánh mì nướng vết mứt, nhưng thực ra họ lại làm một chiếc sandwich vết mayonnaise. Họ thích mứt dâu, nhưng trong tủ lạnh lại để mứt mâm xôi. Thậm chí là họ còn quên luôn việc là mình đã để lọ mứt hay lấy lọ mứt ra từ tủ lạnh, hoặc là họ quên luôn loại mứt mà mình đã thích. Qua mỗi lần tỉnh dậy,
thì người lang thang càng tỏ ra kỳ lạ hơn, quên đi những điều mình muốn làm, quên đi những điều mà mình cảm thấy quen thuộc, thậm chí đến mức là mọi thứ xảy ra ở ngoài cuối cùng, như thể họ làm việc dựa trên bản năng, thói quen chứ không phải là điều mà họ thực sự muốn làm. Điều thứ ba, mọi thứ trong đây đều gần đúng. Mặc dù đã nhận rằng ngôi nhà trong đây giống với căn nhà thân yêu của họ, thế nhưng chẳng có gì là đúng cả. Mọi thứ đều lộn xộn, vị trí phòng thì lộn hết lên, đồ đạc cũng vậy, đến cả những người thân trong nhà và người hàng xóm bên ngoài, chẳng ai tỏ ra thân thuộc với người lang thang cả. Tất cả đều chỉ gần đúng với trí nhớ của người lang thang. Điều thứ tư, điều gì đã khiến người lang thang hoảng sợ? Thực sự thì mình không biết là nó có liên quan đến đời tư của người lang thang hay là do cách thức hoạt động của Level. Thế nhưng chúng ta để ý thấy là nhân vật chính chỉ quyết định lên giường đi ngủ sau khi trải qua tâm lý hoảng sợ tột độ. Hoặc có thể đây là cách mà Level cố níu giữ người lang thang trong cái thực tại ảo này, vì họ đã nhận ra có gì đó sai sai. Để mình đào lại từng ngày nhé. Với ngày đầu tiên, người lang thang nhận ra vị trí của những căn nhà không đúng, ngay lập tức họ tỏ ra hoảng sợ và cố bỏ chạy. Ngày thứ hai, người lang thang nhận ra mình đang xem cùng một đoạn chương trình được chiếu lặp đi lặp lại. Những tiếng xì xầm mới bắt đầu to hơn, khiến họ hoảng sợ và chạy lên phòng ngủ. Ngày thứ ba thì như ngày đầu tiên và ngày thứ hai cộng vào, vẫn là chiếc bánh với mứt, vẫn là chương trình TV yêu thích, vẫn là những ngôi nhà kỳ lạ trong lúc cháy bộ, vẫn là tiếng xì xầm của những người thân yêu. Người lang thang lần này hoảng sợ do quên tắt van nước, nhưng thay vì lên phòng thì họ lại quyết định chạy ra ngoài. Cuối cùng thì họ vẫn trở lại căn phòng ngủ với một cái đầu mù mờ và hoang mang. Như thể Level 335 biết về nhận thức của người lang thang nên luôn cố dàn xếp để họ không chạy trốn, dựng lên tấm màn với căn phòng ngủ là nơi an toàn nhất. Qua những ý trên thì mình có thể đúc kết lại như sau. Level 335 là một level dựa trên ký ức của người lang thang, nhưng không phải hoàn toàn, vì trong nhật ký ta thấy không gian của ngôi nhà liên tục thay đổi so với ký ức của người lang thang. Khoảng thời gian thì luôn dừng lại ở bình minh và xung quanh thì được bao phủ bởi sương mù. Và theo giả thuyết của mình thì level 335 chính là những gì mà người lang thang phải trải qua khi họ cận kề với cái chết. Bởi dựa trên chính những dòng ghi chú mà mình đã đọc ở đầu video, cộng thêm việc tâm trí người lang thang trong câu chuyện dần trở nên tách rời với hiện thực, như thể ký ức của họ dần dần trôi đi qua từng ngày, và cộng thêm việc cơ thể của họ luôn trong trạng thái mệt mỏi, như thể mọi cơ quan chức năng của họ đang dần sụp đổ. Vậy qua đó thì level 335 giống như một vùng hồi ức mà người lang thang phải trải qua khi họ sắp chết. Mình nghĩ level này hoạt động như một cách để kéo dài thời gian trước cái chết đang cận kề, cố gắng níu giữ tâm trí và ký ức của người lang thang. Nhưng mà nói thật, làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm, vì cơ bản nó chỉ đang làm trì hoãn điều không thể tránh khỏi mà thôi. Vậy nên, ở ngày cuối cùng, khác với những ngày trước, và giờ đây, bạn chìm vào giấc ngủ ngon lành, chính là cụm tỉnh dậy đi, báo hiệu cho việc thời gian của người lang thang sắp hết, và họ sắp phải đối mặt với hiện thực rằng họ sẽ chết. Hoặc tất cả những diễn biến trong level này chỉ là do người lang thang này chơi đá quá liều, mình không biết, mình chỉ thu thập thông tin dựa trên những gì có sẵn nên nó có thể đúng, nó có thể sai, hoặc là cả hai. Đó là giả thuyết của mình về level này. Vậy giả thuyết của các bạn về cách thức hoạt động của level này như thế nào? Các bạn có sẵn sàng tỉnh dậy để đón nhận hiện thực, hay tiếp tục níu kéo và sống lại trong cái thực tại giả tạo này? Hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn bên dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.